có khoảng 80 cây số một giờ thôi. Đó, các bạn thấy đường cao tốc không? There's a 90 km/h solid. Yep. Trời nắng rất là đẹp. Đây là khu người Việt hết. Là trạm xăng. Đây là khu người Việt của mình sống nè. Over there. Yeah. Not really.
4 đồng 99. Anh đây gút bớt. Dạ. Chồng mình ơi, bữa nay đậu bắp không được ngon non cho lắm. Đó, đó có thấy bầu không?
has pork rolls too? Yeah. Yeah, pork bun? Sweet. Xem bưởi nè, bốn năm chín chín ngon đó. Đây có mía nữa nè mấy bạn, đây là mít non. Bây giờ là chợ